Bu bu trung thực. Mình thèm ăn kem quá đi. Mình sẽ lấy tiền tiết kiệm ở ống thôi. Ơ, hết tiền rồi. Mẹ ơi, con muốn ăn kem. Mẹ cho con tiền để mua kem được không? Thế tiền bỏ ống của con đâu? Con đã lấy để mua đồ chơi hết rồi. Mẹ xem đây, ống tiền rỗng không mà. Mẹ đang bận, con chờ mẹ tí nha. Dạ. Ờ, cái gì kia nhỉ? Xem mình tìm được cái gì này, tốt hơn là đưa cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ xem con tìm thấy cái gì dưới giấy này. Con đã tìm thấy tiền của mẹ, Bu Bu à. Con là một đứa bé trung thực. Mẹ dọn nhà xong rồi nè. Nào mẹ dẫn con đi mua kem nha. Dạ. Yeah.